Lão Bàn, tại sao Lão Bàn không ngủ thêm một chút nữa đi? Tôi có thể ngồi chờ được mà. Sau một chuyến đi xa, chắc Lão Bàn mệt dữ hả? Không đâu, tôi ngủ đủ rồi, sao có thể để cho ông chờ được chứ? Dạ ông chủ. Cho tôi cà phê và bánh sandwich. Dạ. Tôi cà phê như cũ nha. Dạ. Ta vào phòng họp luôn, tranh thủ thời gian vừa ăn vừa bàn, vậy cho thoải mái. Dạ mời ông, mời ông chủ. Sao nhiều quá vậy? Trong thời gian Lão Bàn đi công tác xa, tôi đã họp bàn với các đối tác, bàn thảo với họ các điều khoản trong hợp đồng. Ê cha, nhiều thứ quá. Ông muốn tôi xem hợp đồng nào trước? Tôi muốn Lão Bàn quan tâm tới dự án Corotel tại Đà Nẵng. La Habana là một dự án khả thi để chúng ta có thể đầu tư tiền vào. Tòa nhà cao 42 tầng gồm có 1.270 căn hộ được xây theo tiêu chuẩn 5 sao. Giá bán khởi điểm là 2.200 USD trên 1 mét vuông. Đây là hướng đầu tư mới trong ngành bất động sản Việt Nam. Nó sẽ tạo ra một cơn sốt mới cho các nhà đầu tư. Tại sao không chọn dự án Condotel Renwood ở Phú Quốc? Đó là khu du lịch và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, có hơn một nửa căn hộ bungalow cao cấp hướng ra biển, có giá 3 tỷ một căn. Theo đánh giá của các nhà đầu tư thì họ chọn khách hàng tầm trung, vì khách hàng tầm trung họ dễ bỏ tiền ra để đầu tư căn hộ này. Theo tính toán của một bài toán kinh tế thì họ sẽ thu hồi vốn nhanh nhờ vào lợi nhuận cho thuê căn hộ. Bất động sản có thể nâng giá, mà quan trọng là sự luân chuyển của đồng tiền. Ông đang quan tâm tới việc rửa tiền của tổ chức thành tiền sạch à? Hay là ông đang quan tâm tới lợi nhuận của phân khúc đầu tư? Cả hai. So với việc đầu tư tiền vào các dự án cầu đường để chờ lấy tiền từ ngân sách nhà nước và chờ trạm thu phí thời gian lâu hơn, chúng ta đầu tư tiền vào Condotel, lợi nhuận sẽ cao hơn và dòng tiền sẽ quay về chúng ta nhanh hơn. Chỉ cần chúng ta sản xuất thành công loại ma túy mới, chúng ta sẽ cất cánh. Lúc đó chúng ta không ngại đầu tư vào dự án nào cả, cũng không ngại quan tâm về vấn đề sinh lời hay không. Chỉ cần có dự án, đổ tiền vào rửa tiền là ok. To thuyền thì lớn sóng. Tôi cũng đang rất lo lắng cho nguồn hàng mới sắp tung ra thị trường. Tôi muốn Lão Bàn lắng nghe những lời tâm huyết mà tôi sắp sửa nói ra đây. Tôi luôn lắng nghe ông nói mà. Tôi không muốn ông chủ giao loại hàng mới này cho Chiêu Dương. Vì sao? Vì tôi nhìn thấy tham vọng trong mắt cô ta. Ông nghĩ tôi không thể nắm thóp Chiêu Dương? Ông nghĩ là cô ta sẽ qua mặt tôi sao? Chiêu Dương là một con cáo. Nếu giao quyền lực cho cô ta quá nhiều thì sẽ có một ngày cáo sẽ biến thành sói. Ông đừng có lo, tôi trị được con cáo này. Nói chung, nếu ông chủ muốn bành trướng thế lực thì không nên dung nạp đàn bà. Đặc biệt ông chủ phải loại bỏ Mỹ Kỳ, bởi vì cô ta đã biết quá nhiều.